Chào tất cả các bạn, nay mình giới thiệu các bạn mẫu máy xay đá tuyết Coca Lắc với máy các loại nước xô đá lắc này. Đấy, máy chạy làm mát rồi này. Đấy, lắc mấy chai này, chúng ta có thể bỏ đá vô này, mùa vào mùa hè này giải khát này, đá này bóc đi, lắc lấy một chai lắc lên, đấy, không cần bóc vào đi, đấy, rồi người ta bỏ vào đây, đấy. Đấy. Người ta thêm một số rồi, ok, thêm một số gia vị nước tuyết các thứ, đấy. Máy lắc này gồm có 7 chai lắc này và các chai bên hông này, các bỏ đá này. Ngoài ra khi mở máy chúng tôi tặng kèm theo một cái máy bỏ đá 3 lưỡi dao này. Đấy, cho công suất là 500W này. Đấy. Đấy. Và tặng kèm theo hai cái túi ni giấy này và một túi hút này. Đấy. Đấy. Các là rất là đẹp nhá. Các bạn bán thế có thể hội chợ nhá. Bán cho hội chợ nhá. Giá thành hợp lý nhá. Và đẹp nhá. Đấy. Đúng không? Đấy. Rồi. Ừ. Rất là ngon. Đấy. Đấy, các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 09 0934 822, 0904 mua hàng 1 website sản bán Thanh Hóa.com. Rồi 7905 không bán đình của Thanh Hóa. Đấy. Các bạn.